Kim Cang Giảng Ký Tập 141 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Tương kế Tương kế là niệm niệm không gián đoạn Niệm niệm không gián đoạn Chính là phần trước gọi là Sức mạnh của huân tu Cho nên người niệm Phật Mỗi một năm Hoặc giả là cách nửa năm Tổ chức Phật thất Dùng ý của tổ chức Phật thất là gì? Khám nghiệm công phu của mình Chính là trắc nghiệm Trắc nghiệm công phu của mình Phật thất không phải là gì cái gì khác Là cũng giống như trường học tổ chức thi cho học sinh vậy Ở trong mấy ngày này Kiểm tra thử xem công phu của bạn đến trình độ nào Xem công phu của bạn có đắc lực hay không Công phu là ở lúc bình thường Mấy ngày này là trắc nghiệm thử xem Hoặc diệt rồi Thì nghiệp khổ cũng theo đó đều diệt cả Tam chướng đã tiêu thì tam đức viên thành Tam thân viên hiển Kinh này đích thị là Kinh đoạn hoặc trừ chướng Đạt đến cứu cánh Sau cùng mấy câu này tán thán Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Hoặc nghiệp khổ Ba chướng tiêu rồi Tam đức là pháp thân bác nhã giải thoát chúng ta ngày nay nương theo cái pháp môn này để tu học ba chướng tuy chưa có tiêu sạch sẽ tiêu được một vài phần tiêu một phần thì được một phần tam đức tiêu hai phần thì được hai phần tam đức không phải nói nhất định phải tiêu được bao nhiêu thì cái tam đức mật tạng này mới có thể hiện tiền, không phải vậy tiêu bao nhiêu được bấy nhiêu ở trong đây nổi bật nhất chính là giải thoát bát nhã giải thoát bác nhã là trí huệ khai rồi chúng ta thường nói nếu như bạn thật sự nương theo cái phương pháp này để tu thì phiền não của bạn giảm nhẹ chấp trước nhẹ vẫn còn chấp trước nhưng không nặng giống như kiểu trước đây phân biệt chấp trước nhẹ rồi xem nhạc tất cả thế duyên rồi trí tuệ tăng trưởng Trước đây đối nhân sự thế tiếp vật thì hồ đồ Hiện nay thông minh rồi Cũng biết làm người rồi Cũng biết nói chuyện rồi Trở nên thông minh rồi Đây chính là hiện tượng của nghiệp chướng tiêu trừ Ở trong đời sống tự tại Tôi tin mỗi một vị đồng tu Nếu như chăm chỉ tu hành thì cái hiện tượng này bạn tự mình có thể thể nghiệm được càng là người dùng công đắc lực thì cái hiện tượng này sẽ càng rõ rệt hơn chúng ta học phật thường hay đọc kinh trước đây bản kinh này đọc hàng ngày mà không hiểu ý nghĩa hiện nay vừa đọc bỗng nhiên thấy ở trong đây có hiện ý ra đây chính là chứng minh Bằng công phu đắc lực Tâm càng thanh tịnh Nghĩa kinh không có cùng tận Mỗi lần Đều có chỗ ngộ Cho nên bạn đọc thấy Pháp hỷ sung mạng Nếu như đọc không có chỗ ngộ Thì cái đọc đó rất khổ não Khô khan vô dị Càng đọc càng thấy thú vị Càng đọc càng hiểu rõ Càng đọc thấy ý nghĩa ở trên kinh càng nhiều Được bạn phát hiện rồi Được bạn thấy ra rồi Đó là niềm vui chân thật Cho nên cái cảnh giới này Một số đồng tu chắc chắn có Vậy là có thể chứng minh Ba chướng đã tiêu Tam đức viên thành Tam thân viên hiển Chúng ta từ chỗ này nhận được một chút tin tức Cho nên Kinh Bát Nhã có thật đúng là Đoạn hoặc trừ chướng Giúp chúng ta đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Minh diệt tội đắc phước Điều này rất quan trọng Vĩ Kinh Thế Nhân Kinh Tiện Cố Tiền Thế Tội Nghiệp Tắc Vi Tiêu Diệt Đơn Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cái ý nghĩa này Ở trong tiểu chú dưới đây Chúng ta nghiên cứu thảo luận tiếp Thử chứng minh Kinh Công Bất Khả Tư Nghị Công dụng của Kinh này Tác dụng của nó là bất khả tư nghị Vĩ kim thế nhân khinh tiền cố Chúng ta thọ trì đọc tụng Thậm chí là vì người diễn thuyết Vẫn bị gặp phải người đời kinh chê Đương nhiên chúng ta lúc đầu gặp phải cái cảnh giới này Trong tâm sẽ không tránh khỏi có một chút khó chịu có cái ý nghĩ như vậy hiện tiền nên biết là nghiệp chướng hiện tiền rồi gặp phải người ta khinh chê bạn làm nhục bạn chướng ngại bạn trong tâm bạn khó chịu là nghiệp chướng của bạn hiện tiền mau mau đem kinh này đọc nhiều thêm nữa hoặc giả là chỉ chuyên đọc một đoạn này đem đoạn này ra đọc thêm nhiều lần nên biết đây chính là lúc tiêu nghiệp chướng của mình. Nếu bạn cảm thấy không phục, trong tâm lại khó chịu, vẫn còn tâm quán hận, thế thì xong rồi, bạn lại tạo nghiệp rồi. Nghiệp chướng của bạn làm sao có thể tiêu hết được chứ? Gặp phải cái nghịch cảnh này, cần phải sanh tâm quan nghĩ tâm cảm kích. Họ đến làm nhục ta là họ thay ta tiêu nghiệp chướng không dễ dàng. Họ tạo ác nghiệp thay ta tiêu nghiệp chướng Ta sao có thể không cảm kích họ Còn đi quán hận họ Đâu có loại đạo lý này Đó là bản thân của hoàn toàn không thông Đơn tri Phật Kinh thường thuyết Thiện ác nhị nghiệp Các hữu nhân quả Các cát tịnh tồn Bất năng để tiêu Cố kinh bách thiên kiếp Kỳ nghiệp bất dông giả Nhiên tắc nại hà Duy hữu cực lực tiêu diệt ác chủng chi nhất pháp nhĩ đoạn này ở trên lý luận nói là không có vấn đề gì nhưng ở trên sự là vô cùng vô cùng khó khăn thật không dễ dàng lời phật nói không sai chúng ta làm thiện làm ác mỗi cái đều có nhân quả báo ứng thiện ác không thể triệt tiêu cho nhau không nên cho rằng tôi trước đây tạo ác nghiệp hiện nay làm nhiều nghiệp thiện một chút lấy công chuộc tội đó là cách nghĩ của thế gian ở trong nhân quả phật pháp không có các cách nói này thiện chắc chắn có quả thiện ác nhất định có ác báo không có cách gì triệt tiêu cho nhau được cho nên chúng ta khởi tâm động niệm không thể không cẩn thận tất cả tạo tác không thể không suy nghĩ Ác nghiệp dứt khoát không được tạo Chúng ta bị người ta du oan Bị thiệt thòi rồi Mắc lừa rồi Cũng sanh tâm hoan hỷ Nghĩ đó là trả nợ Vậy thì hết rồi Vì này đã hết rồi Hết rồi thì rất vui sướng Đã báo hết rồi không được có tâm quán trời trách người không được có cái ý nghĩ trả thù này tâm của bạn mới thanh tịnh chúng ta tu cái gì tu tâm thanh tịnh những ý nghĩ này chắn ngang ở trong tâm thì tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh được chứ cho nên nghiệp phải tiêu phương pháp tiêu nghiệp nó thật ra Phương pháp tốt nhất chính là niệm Phật Giảng sanh tịnh độ Thuận cảnh cũng tốt Nghịch cảnh cũng tốt Đều không được để ở trong tâm Đều phải buông xả Nhất định phải biết Ý nghĩ ác không buông xả Sẽ chiêu cảm đến quả báo ba đường ác ý nghị thiện không buông xả sẽ chiêu cảm đến quả báo ba đường thiện ba đường thiện không phải là sự việc tốt mà thử xem ở thế gian lại biết ngay có người đại phú đại quý nào mà không tạo nghiệp nghiệp họ tạo nhiều hơn chúng ta chúng ta là gia đình bần hàn cơ hội chúng ta ăn thịt chúng sanh rất ít Họ một ngày ba bữa vẫn không đủ Còn phải ăn điểm tâm Chỉ duy nghiệp ở trong đây tạo đã quá nặng Quá nặng rồi Những nghiệp khác còn chưa nói Cho nên giàu có Quyết không phải là việc tốt Nếu như giàu có là việc tốt Thì Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì phải thể hiện xuất gia Tại vì sao Ngài không đi làm quốc dương Người thế gian chúng ta thường nói Quý vị thiên tử Phú hữu tứ hải Tại vì sao Ngài không cần Ngài lại đi xuất gia vậy Ngài biết đó là nghiệp chướng Hoặc nghiệp khổ Đó là ba chướng Có gì tốt đẹp đâu chứ Được mấy người có thể nhận ra được Phú quý nhân gian trên trời nó là ba chướng Chướng đạo Phật ở trên kinh thường nói Giàu có, học đạo khó Học đạo nó biến thành chướng ngại rồi Vì thế Chúng ta quyết định không được Đồng một cái ý nghĩ cầu phước báo Nhân thiên Mặc dù cái phước báo này hiện tiền rồi Trong đời quá khứ có phước Cái phước báo này hiện tiền Sau khi hiện tiền phải biết xả Bản thân không nên hưởng thụ Cái phước báo này của ta Cúng dường cho mọi người hưởng thụ Vì này tốt Có phước để mọi người cùng hưởng Bản thân không cần hưởng Đó là bằng thật sự có phước báo có phước báo mà mình hưởng thế là bạn lại đi tạo tam chướng chư phiền não rồi bạn không phải tiêu tam chướng chư phiền não bạn lại tiếp tục tu tam chướng chư phiền não bạn sợ tam chướng phiền não của bạn không đủ mới tu nhiều thêm một chút nữa nhược y tối thượng thừa liễu nghĩa chi giáo tu thù thắng nhân khắc thù thắng quả như niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ Tiền cả tương túc thế sở hữu ác chủng liên căn đới diệp cập kỳ tương thành vị thành chi quả trảm đoạn sản trừ khởi chỉ thiện quả tiên thục Bất lệnh, ác quả, trắc thành, dĩ tai Đây là phương pháp hay Nó thực ra là phương pháp tốt, thù thắng, không gì sánh bằng Cái mà chỗ này gọi là tối thường thừa liễu nghĩa chi giáo Chính là tình độ tam kinh, ngũ kinh Không nên xem thường Không được xem nhẹ nó Tam Kinh Hiện nay Kinh điển tình tông Là năm Kinh một luận Năm bộ sách này Phân lượng cũng không lớn In gặp chung lại với nhau Cũng chỉ một bản mỏng cỡ này đây là Báo vật chân truyền của Như Lai Báo vật chân truyền của Chư Phật Chúng ta cần nhận thức rõ ràng Là Pháp môn đứng đầu ở trong tất cả Phật Pháp Lời mà Đại sư Thiện Đạo nói như lai sở dĩ hưng xuất thế duy thuyết di đà bổn nguyện hải đây là pháp môn đứng đầu đoạn phiền não thành phật đạo của phật độn chúng sanh ra khỏi tam giới chúng ta có thể nhận thức rõ ràng đây là đại phước báo không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên đó là đại phước báo Bằng thật sự nhận thức rõ ràng Phân biệt rõ ràng Đừng theo phương pháp này mà tu hành Ở trong cái phương pháp này tu thành công Sao gọi là thành công Giảng sanh có phần nắm chắc Quyết định giảng sanh trong thời gian này nếu như có nhân duyên khác biệt gì khác bạn có thể tu học những kinh luận đại thừa tìm hiểu những pháp môn khác nhân duyên gì gì đầu chúng sanh mà phương tiện khởi kiến những người này kinh tình độ duyên không chín mùi họ thích kinh lan nghiêm vậy làm thế nào đây liền giảng kinh lan nghiêm cho họ số người đó ưa thích kinh hoa nghiêm được liền giảng kinh hoa nghiêm cho họ Mới có thể học những pháp môn khác Điều kiện ở trong đây Chính là ở mức thấp nhất Là ta có năng lực giảng sanh Ta mới dám làm Đây cũng là đại từ đại bi Hy sinh phẩm dị Trước đây Trí giả đại sư Tông Thiên Thai đã làm nên tấm gương cho chúng ta Trí giả Đại sư lúc giảng sanh Học trò thịnh giáo với Đại sư Cả đời Thầy tu tịnh độ Vì giảng sanh là phẩm vị gì Ngài nói rất khiêm tốn Tôi giảng sanh chỉ được giảng sanh phẩm vị thứ năm Phẩm vị thứ năm là sanh phạm thánh đồng cư độ Phẩm vị không cao là lời của chính ông nói ra. Bởi vì cái đời lãnh chúng, lãnh chúng phải phân tâm. Phải trông coi việc lớn việc nhỏ trong tự miếu, phải phân tâm, không thể chuyên tâm niệm. Lại phải dạy học. Ngài là người của tông Thiên Thai. Bởi vì những việc đang xen nhiều lối xen tạp này, cho nên phẩm vị giảng sanh không lý tưởng lắm nhưng mà phải nhớ kỹ ngày có phần nắm chắc giảng sanh nếu như chúng ta là ngay cả một chút phần nắm chắc cũng không có cũng muốn làm những việc sang tạp như vậy thế thì nguy rồi cho nên ở trong đây có giới hạn mức thấp nhất mức độ thấp nhất là ngày quyết định có phần nắm chắc giảng sanh sang tạp một chút lợi ích chúng sanh đây là đại từ đại bi Xả mình vì người Thì được Nếu như mình giảng sanh hoàn toàn Không có phần nắm chắc Thì không được làm Trong Kinh Vô Lượng Thọ Nói rất rõ ràng Cho dù Cúng dường Vô lượng vô biên Chư Phật như Lai không bằng thanh tịnh cầu chánh giác Không thể sánh bằng giảng sanh Bằng cúng dường vô lượng vô biên như lai là phước Phước Không thể độ được mình Không thể đoạn phiền não Không thể ra khỏi tam giới Không thể thành Phật đạo Nhất định phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ Vậy bạn mới là giác ngộ chân thật Thật sự không mê hoặc Cho nên cầu sanh tịnh độ Là có thể đem Chủng tử ác nghiệp của mình Từ vô đường kiếp Ở chỗ này Cũng là lời thí dụ Trảm đoạn sản trừ Trên thực tế là đới nghiệp giảng sanh Sau khi sanh về thế giới Tây Phương Tuy còn ác nghiệp có nghiệp nhân mà thế giới tây phương không có ác duyên vừa rồi mới nói nhân cần duyên mới có thể hiện quả báo thế giới tây phương không có ác duyên cho nên chủng tử tập khí ác của bạn mang theo nhiều đi nữa đến nơi đó đều không thể kết quả được không có ác duyên đạo lý là chỗ này cho nên không chỉ là quả thiện dính trước Xem tiếp đoạn này dưới đây Sở tu thị vô ngã tướng Vô pháp tướng Diệt vô phi pháp tướng Tác năng tạo chi tâm ký không Sở tạo chi nghiệp tự diệt Sở dị tội tùng tâm khởi tương tâm xám Tâm nhựa không thời tội diệt vong nội dung mà hai câu kệ này nói đều là chân tướng sự thật trên kinh kim cang dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh tu hành là ương vô sở trụ vô sở trụ chính là không chấp trước không chấp trước ngã tướng đây chính là không tướng ngã cũng không chấp trước pháp tướng chính là không tướng chúng sanh tất cả pháp là tướng chúng sanh cũng không tướng phi pháp tướng phi pháp là không Phần trước ngã Pháp là có Không cũng không được chấp trước Cái ý này phần trước đã nói qua rồi Ở trong tam giới Nếu như chấp trước tướng không Tương lai sanh về trời tứ không Ngoài tam giới nếu như chấp trước tướng không Liền biến thành thanh văn duyên giác đó là trụ vào trong thiên chân niết bàn một thời gian tương đối dài Thiên chân Niết Bàn chính là tướng không Cho nên hai bên có không Đều không được chấp trước Ưng vô sở trụ Là không chấp trước tướng có Nhi sanh kỳ tâm Là không chấp trước tướng không Hai bên đều không chấp Người niệm Phật nên nhớ kỹ Ưng vô sở trụ Là buôn xả vạn duyên Không những buôn xả Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng buôn xả Nhi sanh kỳ tâm Là sanh một cái tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Là sanh cái tâm này tốt Có thể thấy Người niệm Phật chúng ta Đích thực là thọ trì kim cang bát nhã ba la mật. Sao có thể nói người niệm Phật không có trí huệ chứ? Người niệm Phật trí huệ đạt đến đỉnh cao nhất. Người niệm Phật là người thọ trì kim cang bát nhã ba la mật. Chỉ có những người không rõ giáo nghĩa. Mới sinh ra rất nhiều sự hiểu lầm. Người thông đạt giáo nghĩa Họ biết niệm Phật là Trí huệ cao độ Tâm năng tạo Không rồi Hai bên không trụ Hai bên có không không trụ Tâm không chính là tâm thanh tịnh Nghiệp sở tạo Đương nhiên Là diệt rồi cái việc này là sự chuyển biến rất tự nhiên Tất cả thiện ác nghiệp sở tạo Thấy đều chuyển biến thành bồ đề Chuyển phiền não thành bồ đề Mê hoặc Hoặc chính là khởi tâm động niệm tôi sinh ra từ cái chỗ khởi tâm động niệm đó Ta hiện nay tu tâm thanh tịnh ở trong tâm Một cái vọng niệm cũng không có Thì tội liền xám hết rồi Ở trong tâm niệm niệm là a di đà Phật Tương lai quả báo ở đâu vậy? Ở trong lục đạo không có a di đà Phật Ở trong mười phương cõi nước chư Phật Cũng không có a di đà Phật a di đà Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc Tương lai quả báo chỉ có đi về nơi đó thôi Nhất định dạng sanh Tâm nhựa không thời tội diệt vong Tâm địa thanh tịnh tôi liền không còn nữa Từ đó cho thấy Chỉ cần trong tâm bạn vẫn có ý nghĩ Có ý nghĩ gì Ý nghĩ tế thì không nói Nói ý nghĩ thô Có thị phi nhân ngã thì nghiệp của bạn đều còn Chưa chuyển được Bạn nên biết Bạn trong đời này nhất định vẫn còn bị nghiệp lực khống chế Bản thân bạn không thể làm chủ tể Cư sĩ viên liễu phàm Gần đây sách này in rất nhiều đều để ở bên ngoài kết duyên cư sĩ viên liễu phàm vẫn là bị nghiệp lực khống chế không có năng lực vượt qua ông chỉ chẳng qua là biết thiện có thiện báo ác có ác báo đoạn ác tu thiện đem nghiệp báo trong đời này của bản thân ông chuyển trở lại ông chỉ làm được đến mức này mức này không phải là công phu thượng thừa là công phu thông thường công phu thượng thừa là chuyển phiền não thành bồ đề tại vì sao cư sĩ viên liễu phàm vẫn không thể chuyển lại được gì bởi vì tâm danh vọng lợi dưỡng ở trong thế tục của ông chưa có đoạn hết Ông cầu công danh Cầu phú quý Cầu con cái Trong tâm của ông còn có sở cầu Nếu dùng phương pháp của Kinh Kim Cang Ông thành Phật Đó không phải là phạm phu Không phải được phú quý nhân thiên Đó là đi thành Phật Thành Bồ Tát Cái quả báo đó không thể nghĩ bạc Phật ở chỗ này vậy chúng ta là phương hướng lớn, mục tiêu lớn, quả báo thù thắng vô song. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, biết được những thứ phú quý nhân gian trên trời này là vô nghĩa, đều là hiện tượng của nhân quả tương tục trong từng sát na. Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Trong tâm chúng ta Dướng díu những thứ này để làm gì Đây nhất định là sai lầm Đây chính là mê hoặc điên đảo Chúng ta không học bát nhã Sẽ rất khó nhìn thấu Đối với những đạo lý chân tướng sự thật này Công đức của Kinh Bát Nhã Bất khả tư nghị Là đem những sự lý này Từng chi tiết phân tích cho chúng ta Rất rõ ràng Rất minh bạch Chúng ta đọc được Nghe được Nhất định phải nhớ kỹ Phải từng giây từng phút nhắc nhở mình một niệm không nhắc nhở là lại bị mê hoặc rồi Tại vì sao bị mê vậy? Bởi vì chủng tử tập khí ác Đã được hình thành Từ vô thủy kiếp đến nay Đã trở thành thói quen từ lâu rồi Không cần khởi tâm động niệm Cái vọng niệm này đã khởi lên rồi Tu hành Công phu không có gì khác chính là cần đem câu phật hiệu này phật hiệu mới lạ mới học mấy năm nay cho nên mới lạ không dụng tâm để khởi nó liền quên mất vọng niệm liền khởi lên rồi cho nên chúng ta phải làm thế nào đem cái mới lạ biến thành quen thuộc đem cái tập khí vọng tưởng rất quen thuộc đó đem nó biến thành mới lạ bạn dùng được loại công phu này Bạn sẽ có thành tựu ngay Làm thế nào đem vọng tưởng Biến thành mới lạ vậy Là đem vọng tưởng quên đi Xa lìa tất cả vọng tưởng Làm sao đem Phật hiệu biến thành quen thuộc vậy Hằng ngày niệm A-di-đà Phật Niệm nó cho thành thục Tình niệm tương kế Niệm nó cho thành thục sau đó công phu của bạn tự nhiên sẽ đắc lực ngay Đắc lực chính là tâm nhược không thời, Tội diệt vong Bạn đạt được khinh an Bạn đạt được tự tại Đường đắc nhị tự Ký mong thế tôn thân hứa Tức thị thọ ký Chúng ta có rất nhiều đồng tu ở trên kinh phật xem thấy phật năm xưa thọ ký cho một số đệ tử cảm thấy vô cùng ước ao bản thân chúng ta thật bất hạnh cả đời một vị thiện trí thức cũng không có gặp được chứ đừng nói thọ ký thật ra bạn hoàn Tòa nghĩ sai chư phật thế tôn thường xuyên thọ ký cho bạn mà bạn không có để ý không có tiếp nhận bạn nói điều này có đáng tiếc hay không chứ cái chỗ này chính là thọ ký cho bạn rồi bạn không thể ngay đó nhận lấy nếu như bạn ngay đó nhận lấy thì chỗ này chính là thọ ký cho bạn rồi chúng ta hôm chủ nhật ở nơi đây cử hành truyền thọ tam quy có đồng tu cầm lá quy y đến hỏi tôi nói pháp sư trên lá quy y này sao không có pháp danh của con tôi nói pháp danh nhiều âm chẳng phải in rõ ràng ở trên phái quy y sao vậy là mọi người đều như nhau Tại vì sao lại lấy cái tên này Đây là Thích Ca Ni Phật Thọ Ký cho chúng ta Chúng ta dùng cái tên Thọ Ký tốt biết bao wow. Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm sau Cùng Phật nói với chúng ta Những chúng sanh của thế giới ta bà chúng ta đây Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Tương lai ở thế giới Cực Lạc thành Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác vì sao ứng hóa đến mười phương thế giới để thị hiện thành phật độ chúng sanh danh hiệu phật được gọi là diệu âm như lai các bạn muốn biết tại vì sao gọi là diệu âm như lai diệu âm là nam mô a di đà phật cái âm này diệu chúng ta niệm phật thành phật tương lai giáo hóa chúng sanh cũng là dùng cái phương pháp này phổ độ tất cả chúng sanh đơn giản rõ ràng một câu phật hiệu là có thể phổ độ tất cả chúng sanh viên thành phật đạo cái sự việc này người biết thấu triệt nhất triệt để nhất cứu cánh nhất là bồ tát đại thế chí các bạn xem Đại Thế Chí Viên Thông Chương Vừa mở đầu Tôi cùng 52 đồng luân Cái 52 đó không phải là 52 người 52 là nói thập tính Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa Đẳng giác, diệu giác Cái 52 này 52 này bạn đã biết Từ sơ phát tâm Mãi đến thành Phật dùng phương pháp gì vậy một câu phật hiệu bốn chữ vô thượng nhiều pháp còn có cái nào đơn giản hơn cái này không có vừa đơn giản gì dễ dàng vừa chắc chắn vừa nhanh chóng đây mới gọi là pháp môn đứng đầu bồ tát đại thế chí trí huệ trên ngày văn thù trên cả Ngài Phổ Hiền Văn thù Phổ Hiền dẫn theo một loạt pháp môn Cuối cùng mới dẫn về cực là Bồ Tát Đại Thế Chí dứt khoát Một mũi tên trúng mục tiêu Một chút phiền phức cũng không có Cho nên cư sĩ Hà Liên Cư Tôn xưng Bồ Tát Đại Thế Chí là Sơ Tổ Tịnh Tông Vì Sơ Tổ Tịnh Tông này Là Sơ Tổ của Pháp Giới Tận hư không khắp pháp giới Vị nào là người đề xướng niệm Phật sớm nhất vậy Bồ Tát Đại Thế Chí Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ pháp giới Thế giới ta bà chúng ta Bồ Tát Phổ Hiện là sơ tổ Thế Tôn thì hiện thành đạo Trong 14 ngày đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiện ở trong hội Hoa Nghiêm Dùng 10 đại nguyện dương dẫn vị cực lạc Phổ hiện là sơ tổ của thế giới ta bà chúng ta Ở Trung Quốc Người đề xướng cái pháp môn này là Đại sư Diễn Công Đời Đông Tấn Là sơ tổ của Trung Quốc chúng ta Ngày nay nếu chúng ta nói sơ tổ tịnh tông Sơ tổ có ba vị Quả thật là Bất khả tư nghị Hai chữ đương đắc Chính là thọ ký Quý ở chỗ bản thân chúng ta Có thể ngay đó nhận lấy Thọ trì đọc tụng thử kinh Vì nhân khinh tiện Kỳ trung hàm nghĩa Thuyết chi bất tận Đương nhiên ở trong đây Nhân duyên vô lượng hơn nữa mỗi một người Còn có nhân duyên khác biệt Ở trong nghiệp chung Còn có nghiệp riêng Cho nên nhân tố vô cùng phức tạp Ở chỗ này đem nó quy nạp thành năm loại lớn Tóm lại Không ngoài mấy nguyên tắc này Nhất lệnh tri nhân quả khả úy ác nghiệp bất khả tạo hạnh trường kim cang bát nhã chi lực đất miễn đọa lạc nhi do nang toàn miễn giả lời nói này là thật chỉ cần chúng ta học Phật người ta coi thường chúng ta Ngạo mạn với chúng ta Làm nhục chúng ta Đều ở trong cái phạm vi này Tự mình nhất định phải giác ngộ Tội nghiệp rất nặng Nếu không thì nhất định Được đầy chúng qua nghĩ Cung kính cúng dường Đây là đạo lý nhất định Không phải bị cái quả báo này Có loại hiện tượng này Hiện tiền thì tự mình nhất định phải xoay lại Bản thân chúng ta nghiệp chướng rất nặng May mà chúng ta gặp được Thâm Kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa Chúng ta đọc tụng học tập Thọ trì hai chữ này Các vị nhất định phải nhớ kỹ Thọ trì là y giáo phụng hành Là thật làm Đây gọi là thọ trì Không phải ta mỗi ngày đem kinh đọc hai lần cái đó không tính đó là độc tùng không phải thọ trì thọ trì là y giáo phụng hành chăm chỉ mà làm tuy chăm chỉ làm chúng ta làm không đủ viên mãn không đủ triệt để hay nói cách khác nghiệp chúng ta tuy đã tiêu một phần mà chưa có tiêu sạch sẽ đây là đạo lý nhất định cho nên có thể tránh đòa lạc nhưng mà không thể tránh hoàn toàn Chỉ có thể tránh được một phần Đây là cái ý nghĩa thứ nhất Nhị Lệnh văn thượng lai cung kính chi thuyết Bất khả trước tướng Trước tướng tắc ngộ bất như ý sự Tất trí thối tâm Nguyên lý, nguyên tắc dạy học của bát nhã chính là vô trụ sinh tâm sanh tâm vô trụ vô trụ chính là không chấp trước cho nên chấp trước là sai cho dù bà nghiệp chướng rất nhẹ tu học phật pháp đại thừa đến đâu cũng được mọi người cung kính được mọi người lễ bái cúng dường cái tướng này không được chấp sau khi vừa chấp bạn liền bị đọa lạc rồi không cần nói gặp phải việc bất như ý bạn sẽ thối tâm đương nhiên thối tâm cho dù mọi sự như ý bạn cũng đọa lạc vì sao vậy đọa vào trong danh vọng lợi dưỡng danh lợi hại chết người đây là đồng tu học phật chúng ta bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải đề cao cảnh giác danh lợi tuyệt đối không phải là việc tốt đây là nghiệp chướng cực nặng không những không được dính vào ngay cả chạm cũng không được chạm vào danh lợi chắc chắn sẽ đến khi đến phải biết cự tuyệt Phải buông xả được nó Nhất định không dính Tam lệnh ngộ Phật nghịch chi sự Việc bất ưng trước tướng Ưng tác diệt tội quán Vậy là đúng rồi Chúng ta hiện tại gặp phải đủ loại bất như ý Không nên để ở trong tâm nên biết mục đích ta tu là gì Ta tu tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh khổ lạc Đều phải xa lìa Nghịch cảnh không được chấp trước Thuần cảnh cũng không được chấp trước Chấp là sai rồi Chấp là lại tạo nghiệp rồi Thuần cảnh chấp cũng tạo nghiệp cho nên hai bên đều lìa Vậy là không có việc gì Tứ nhất thiết chúng sanh Tốt nghiệp hà hạng Cực trọng quả báo Thở kinh diệt năng tiêu diệt Đây là sự thật Sao có thể tiêu diệt vậy Cái này chính là dạy bằng buông xả Buông xả Buông xả tiếp Phần trước có nhắc đến với các vị Bồ Tát Buông xã quả gì thập tính Họ liền lên đến quả gì thập trụ Buông xã quả gì thập trụ Họ liền lên quả gì thập hạnh Buông xã quả gì thập hạnh Họ liền lên đến quả gì thập hồi hướng Buông xả thập hồi hướng Họ liền đến đăng địa Buông xã thập địa Họ chính là đẳng giác Buông xã đẳng giác Họ chính là diệu giác bạn không chịu xả làm sao được chứ cho nên phật pháp đại thừa không có gì khác từ đầu đến cuối vô trụ mà thôi chính là vậy bạn liên tục buông xả buông thấy trong tâm thật sạch sẽ không còn thứ gì để buông thế thì thành phật rồi Còn có một thứ gì đó chưa buông Thế thì bạn không phải Phật Bạn vẫn là Bồ Tát Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm Sanh tướng vô minh chưa buông Cho nên họ là quả vị Bồ Tát Họ chưa thành Phật Cho nên kinh này chính là dạy chúng ta Buông xả Tất cả Pháp thế xuất thế gian Thấy đều buông xả Không nên nghĩ đến ngày mai sẽ sống như thế nào ngày mai còn chưa đến bạn khởi cái vọng tưởng này để làm gì chứ không có cần thiết phàm phu là hoặc nặng họ luôn muốn nghĩ đến ngày mai luôn muốn nghĩ đến quá khứ toàn là vọng tưởng hoàn toàn không có liên quan gì với sự thật đều là khởi vọng tưởng sự thật xảy ra nghiệp quả đều là có nhất định cái này phần trước đã nói đây đều là định nghiệp người chân thật thông minh người chân thật sáng suốt họ tin lời phật nói không sai lời phật nói mỗi câu đều chân thật chúng ta y giáo phụng hành bản thân nhất định được lợi ích Sau cùng một điều này Ngủ lệnh tri nhân quả chuyển biến Cực kỳ phồng tạp Từng quán kỳ cứu cánh Bất khả cẩn kháng một tiền Thiện kiến hoài nghi giả Đây là nhắc nhở chúng ta Sự chuyển biến của nhân quả Quả thật rất phức tạp Ở trong kinh luận duy thức nói rất cặn kẽ Nói vô cùng chi li Nói cặn kẽ đi nữa thực ra mà nói cũng là nói một cách đại khái mà thôi Nói tỉ mỉ thật sự đó là điều không thể Nhưng mà nói cặn kẽ hơn so với kinh điển thông thường trên kinh lăng nghiêm nói cũng tương đối tỉ mỉ chuyển biến điều quan trọng nhất là ở dùng tâm mà chuyển biến chuyển từ trên căn bản chuyển từ cứu cánh viên mãn chân thật thì không gì bằng tâm thanh tịnh Nghiệp nhân quả báo Tại đều không cần quan tâm Chuyên tu tâm thanh tịnh Thì cái chuyển biến đó mới thật sự nhanh Biến hóa phức tạp đi nữa Họ cũng đem nó chuyển hết từ gốc Đây là chúng ta trong các thời đại Cũng có người ngay hiện tại Niệm Phật giảng sanh Chúng ta đều có thể nhìn thấy lúc họ sắp lâm chung họ không bị bệnh biết đến khi nào đi đang đứng mà đi đang ngồi mà đi đi một cách thoải mái như vậy tự tại như vậy đây chính là người chuyển trở lại cái gì thượng nghĩ nếu như chưa có chuyển trở lại thì tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi chứ đâu có thoải mái như vậy được chứ Chuyển triệt để như vậy Chuyển viên mãn như vậy Lại luôn là người bị chúng ta xem thường Họ tu hành chúng ta xem thường Mà thử xem tội của họ đều tiêu diệt hết Họ đối với chúng ta hoàn toàn không có quán hận Họ chưa có học qua Kinh Kim Cang Cũng không hiểu ý nghĩa của Kinh Kim Cang Nhưng mà là chỉ dạy trong Kinh Kim Cang Họ đều làm được rồi Cái này dịu không thể nói Bản thân họ thường sanh tâm sám hối Chưa từng đi học Không biết chữ Xuất thân trong gia đình lao động nặng Họ thường suy nghĩ như vậy Ta mọi thứ đều không bằng người Đối với bất kỳ người nào cũng không bằng Cũng đều cung kính Người ta mắng họ họ cũng cung kính Đánh họ họ cũng cung kính Nhiều chứng của họ gì vậy mà tiêu hết rồi Cho nên họ lâm chung đi rất tự tại Tối hôm nay chúng tôi ở trên bàn ăn có nhắc đến Lão Pháp Sư Đàm Hư Chùa cực là Cáp Nhĩ Tân Thầy Tu Vô ở nơi đó giảng sanh Ở trong niệm Phật luận nói rất rõ ràng Thầy Tu Vô là làm thợ nề Không biết chữ Cũng chưa từng nghe kinh Ở trong tự diện làm lao động nặng nhọc Việc nặng người ta không chịu làm thầy làm Thầy chỉ biết niệm một câu a di đà Phật Mà lúc đi tự tại như thế Cho nên chúng ta học Kinh Kim Cang Quan sát tỉ mỉ xem Nghiệp chứng của Thầy tiêu hết rồi Đây là tấm gương tốt chân thật cho chúng ta tu hành Chỉ là một câu a di đà Phật không thể xem thường Thật sự bất khả tư nghị nó có thể giúp bạn đạt đến tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là đích thực tu từ căn bản đem tập khí nghiệp chướng từ vô thủy kiếp của bạn cứ như vậy mà nhổ sạch cho nên chúng ta muốn nhìn phải nhìn cứu cánh phải nhìn kết quả của họ không nên nhìn trước mắt chúng ta không nên thấy những hiện tượng trước mắt này mà sanh khởi tâm hoài nghi xanh hoài nghi vừa mới nói là nghiệp chướng hiện tiền bạn không có trí huệ bằng đối với giáo nghĩa mà phật nói ở trên kinh bạn chưa có nghe hiểu chưa có sáng tỏ thật sự sáng tỏ thật sự nghe hiểu thì ở trong cảnh giới thuận nghịch cái tâm này đều là bình thản Thuận cảnh tâm bình thường đón nhận nghịch cảnh vẫn là tâm bình thường đón nhận Tuyệt đối không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài chính là công phu chưa được. Công phu chưa đến nơi đến chốn. Đây là không đắc lực. Công phu không đắc lực. Cho nên công phu có đắc lực hay không là hãy nhìn từ chỗ này. Chúng ta ở trong tất cả cảnh giới tâm có bình thường hay không? chính là tâm thanh tịnh bình đẳng là lời trong kinh vô lượng thọ nói tâm bình thường vẫn có người hiểu lầm tôi bình thường là như vậy bình thường là nghĩ ngợi lung tung cái đó là không được vẫn phải dùng cái tâm trong kinh này mới được là tâm thanh tịnh bình đẳng phải dùng cái tâm này dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để nhìn là đúng rồi tốt rồi hôm nay thời gian đã hết a di đà phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật